Tuấn xin chào các bạn. Hôm nay bằng của ngày 23 tây tháng 11 và bằng A1 đã có ở văn phòng 525 xuyệt 18 đường Tuấn Thành. Thân mời các bạn mang chứng minh nhân dân qua để lấy bằng của mình nha. Thì hiện giờ là lịch thi tháng 12 lấy bằng trước Tết, sẽ còn những ngày 22 tây, 23 tây, 24 và ngày 25. Nếu các bạn muốn đăng ký thi A1 lấy bằng trước Tết thì hãy đến văn phòng của Tuấn bên 525/18 đường Tuấn Thành, phường 14 quận 10. Chỉ cần mang chứng minh nhân dân qua là đăng ký được. Rồi, xin chào các bạn nha.